Hello, xin chào mọi người. Nhiều khách hàng hỏi Ngọc Ánh là Ngọc Ánh toàn quay những cái căn nhà ở phường Yên Nghĩa nhỉ, xa quá, mà cô thì mong muốn là gần với trung tâm cơ. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị khách hàng, quý anh chị, quý cô chú đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, một cái vị trí căn nhà, một dự án rất là mới, cách với lại cầu Trắng Hà Đông mọi người nha. Nó chỉ khoảng tầm 700m thôi, đi lại giao thông xung quanh ngập tràn tiện ích, rất là đầy đủ mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì thiết kế cũng khá là độc đáo, thiết kế 6 phòng ngủ mà mọi người thì cũng có rất nhiều khách hàng đang quan tâm. Căn nhà này ngõ thông. Tuy nhiên thì ngõ thông nhưng ô tô thì cũng không thể vào được đến nhà đâu mọi người nha. Nó sẽ cách nhà khoảng tầm 100m. Và mời mọi người theo em vào cái cụ thể video này nha. Căn nhà này mọi người ơi, ngõ thông. Tuy nhiên thì ngõ này thì ở trước nhà thì rộng thôi mọi người nha. Còn đâu thì cái xe ba gác đi vào được thôi ạ, chứ còn xe ô tô thì không vào được. Và cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa quấn mọi người nha. Đây ạ, và bên trong là cửa gỗ kính. Đây các bác ơi, đó, rất là hợp lý. Mời mọi theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cũng khá là hợp lý, với diện tích 32m2. Ngọc Ánh nhấn mạnh lại cho các bác là 32m2, chỉ 32m2 thôi ạ. Nhưng với căn nhà này thiết kế quá là đáp ứng đầy đủ công năng luôn. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà nha các bác, rất là rộng. Đây, phần phòng khách của ngôi nhà cũng được trang trí một cái vách ốp PVC. Rồi, rất là đẹp. Đó, wow, đó, rất là đẹp đúng không ạ? Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ hết rồi. Tiếp theo đó chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Bởi vì căn nhà này nó hơi ngổn ngang một chút nên các bác cứ thông cảm giúp em nha. Thường thường Ngọc Ánh sẽ quay cái căn hoàn thiện chỉn chu, nhưng mà bởi vì căn này nó quá đẹp mà cũng 4 căn thì đã bán 1 căn rồi các bác ạ. Phần phòng bếp của ngôi nhà đây, tủ bếp toàn bộ thiết kế là tủ gỗ An Cường. Đây nha. Đây, rất là hợp lý. Phụ kiện bếp đi kèm thì toàn bộ là chất liệu inox 304. Mặt bếp ốp đá đen granite và xung quanh bếp ở đây toàn bộ là ốp gạch rồi mọi người ạ. Rất là sạch sẽ. Không gian bếp thì nói chung là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà vẫn có thể kê đủ một cái bộ bàn ghế, bộ bàn ăn nho nhỏ ở đây. Và ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một cái phòng vệ sinh phụ nữa. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Nhà này thì nước sử dụng là nước sạch khá đông, và điện thì là điện lực Hà Nội mọi người nha. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là thiết kế là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Nói chung Ngọc Ánh review quá là cụ thể và chi tiết rồi. Mời mọi người theo em lên trên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, rất là rộng mọi người ạ. Như vậy với cái căn nhà này Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở đầu video, đó là cái căn nhà này có những 6 phòng riêng biệt mọi người nha. Đó, và căn nhà này thì đang trong cái quá trình hoàn thiện, còn một chút chút nữa về cái phần đây, nhưng mọi người nhìn thấy ở dưới chân Ngọc Ánh ở đây là chưa lát sàn gỗ nha. Đó, với cái không gian phòng rất là thoáng, cửa sổ thoáng trước sau. Cái này có ban công mở hướng ra được phía bên ngoài, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ cho mình rồi. Với hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đã được lắp đặt đầy đủ quý vị nha. Với căn nhà này thì thực ra thì chỉ khoảng tầm 15 mông nữa thôi là có thể dọn đồ về ở ngay được. Rất là hợp lý đúng không ạ? Với một cái vị trí ngõ thông, nó thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội các bác ạ. Ngọc Ánh cứ nhấn nhá và nhắc lại để một số bác có thể không nghe kịp thì có thể theo dõi kịp thời cùng em nhá. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim. Đây ạ, rất là chắc chắn. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên rồi. Vậy thì cái căn phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà này thiết kế ra sao? Mời các bác theo em vào cái căn phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Đây ạ, đây là cái không gian phòng ngủ phía bên trong. Có cửa sổ ở đây nha mọi người nha. Rất là thoáng. Ống chờ dây, chờ áp, chờ đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây, mọi người thấy không? Với cái 32m2 trên sổ đỏ, Ngọc Ánh vừa check sổ rồi, thì 32m2, tuy nhiên nhà này mặt tiền 3m và mặt hậu 3m nha các bác. Chiều dài là 11m mà thiết kế quá là tiện ích đúng không ạ?
công năng sử dụng hợp lý quá đi thôi. Đấy các bác thấy không? Nếu như 32 mét này mà các bác ở quê hay chia sẻ với Ngọc Ánh nó quá là bé, thì ở đây đúng là tấc đất tấc vàng các bác ạ. Phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây các bác nha, đầy đủ về bồn cầu này, lavabo bàn đá này, hệ thống gương cũng như là cái toàn bộ những cái thiết bị vệ sinh, sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc này. Ở phía trên đây Ngọc Ánh chỉ tay ở đây, đó là cái khu vực để ở bình nóng lạnh mọi người nhá. Toàn bộ trong cái không gian phòng vệ sinh ở đây đều được lát gạch rất là đẹp, ốp gạch toàn bộ lên trên tới tận trần rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Cái màu sắc thì nó rất là bắt mắt, hợp lý. Cửa nhà vệ sinh ở đây là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ơi. Đây là tầng 2 của ngôi nhà, tầng 3, 4 của ngôi nhà thiết kế cũng như thế. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, đây là phía tầng 3 mọi người nha. Nhà này thì chỉ còn thiếu mỗi một cái phần ở gạch lát nền và cái sàn gỗ ở phía tầng 2, 3, 4 nữa thôi. Còn gần như là cũng hoàn thiện tương tất. Điện là có rồi các bác nha, nước cũng thế ạ, cũng có rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từ vị trí căn nhà này thì đi ra cầu trắng nó rất là gần. Gần như là nó cũng là thuộc trung tâm của quận Hà Đông đấy các bác ạ. Đi lên Thanh Xuân, Nguyễn Xiển thì nó cũng chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 3 cây thôi. Hợp lý, nhà vệ sinh đây. Đó, với căn nhà 32m2 mà thiết kế được 6 phòng ngủ thì chắc hẳn là bác nào cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi là ủa, sao diện tích bé như thế? Thì cái phòng ngủ chắc nó bé lắm nhỉ, nhưng mà cũng không bé lắm đâu ạ. Đây, bởi vì Ngọc Ánh review thì cũng rất là chi tiết cụ thể, không nói khống lên mà cũng không nói ít đi, nó đúng với trên video thực tế mà Ngọc Ánh quay. Nếu như căn nhà này mà sắp tới chủ đầu tư hoàn thiện xong hết rồi, hoàn chỉnh rồi mà chưa bán được thì chắc chắn em sẽ quay và gửi lại tới quý vị đang theo dõi kênh một cái video chỉn chu nhất nha. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và các bác ơi, với tầng 4 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó y như tầng 2 và tầng 3 vậy. Cũng hai phòng ngủ hai bên và phòng vệ sinh ở giữa. Thế cho nên là mới có 6 phòng riêng biệt. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế 32m2 có hợp lý hay không nha. Đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế một cái sân phơi vô cùng rộng. Thực ra để mà nói trên tầng 5 này là chủ đầu tư hiện tại đang thiết kế hai phần mọi người ạ, phần sau cũng là sân mà phần trước cũng là sân. Đây, còn thiếu một chút nữa thôi mọi người ạ, là đầy đủ. Đây, rất là rộng, wow. Đây là vị trí để máy giặt mọi người nha. Đó, đấy, đã có nước sử dụng rồi. Xung quanh vị trí đây mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh luôn. Khu dân cư vô cùng đông đúc, nói chung rất rất là đông chứ cũng không phải là thưa đâu mọi người ạ, không phải thưa dân cư. Từ vị trí này, ở đây mọi người có thể nhìn rất nhiều chung cư cao cấp xung quanh, ví dụ như là chung cư Bu Răng thuộc phường Mũ Lao, quận Hà Đông này, rất là nhiều ở đây này. Đó. Và ngoài xin nhắc lại với mọi người, với cái căn nhà này, diện tích 32m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, giá chào bán 3.900.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với bác nào có nhu cầu, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa và tìm hiểu về một số bất động sản hơn nữa thì có thể vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0953 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.